siêu bão vừa đi qua. Lũ lụt đã ập đến. Mất mát, đau thương, tổn thất không thể đo đếm. Nhưng thảm họa kép chỉ làm ngời sáng thêm tinh thần tương thân tương ái của người Việt. Nhằm thổi bùng lên ngọn lửa truyền thống ấy, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Báo Hà Nội Mới, Công ty Oscar Media phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật Việt Nam Kiên Cường để gây quỹ ủng hộ đồng bào vượt qua bão lũ. Với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, Việt Nam Kiên Cường, đời tình dân tộc, nghĩa đồng bào tỏa sáng, triệu trái tim chung nhịp đập để cùng nhau vững vàng vượt qua gian khó. Việt Nam Kiên Cường phát sóng trực tiếp từ nhà hát Âu Cơ vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 17 tháng 9 trên kênh VTC1, VTC3, VOVTV, VTC Now, kênh YouTube Tự Hào Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình địa phương.